Miso à, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện này. Anh có thể tránh mặt một chút được không? Bây giờ, em có chuyện muốn nói với Nai Dâu Miso à. Chuyện của anh, em sẽ nghe sau. Cô... Thật sự nghĩ rằng có thể bỏ trốn đến nơi nào đó thật sao? Tôi đang hỏi cô đó, cô định bỏ trốn phải không? Đúng vậy. Tôi nghĩ là có thể bỏ trốn đi đến nơi khác sống đó. Cô thực sự định như vậy à? Cô... Không hề có chút suy nghĩ nào về việc phải đền tội sao? Được rồi. Vậy thì cô còn... Ở nhà anh Jay ức làm gì chứ? Anh Jay ức không phải che giấu cô mà không có lý do đâu. Đúng vậy. Không phải anh ấy giấu tôi. Anh Che hay anh ấy đã rất cố gắng để thuyết phục tôi đầu thú. Tôi cũng đã nghĩ tới việc vào tù, nhưng đốt cụ thì không thể làm được cho nên đã nghĩ tới việc bỏ trốn. <laughs> nhưng xui thiệt, lại bị cô bắt gặp rồi. Cô... Thiệt ra chưa bao giờ, cô thực sự có suy nghĩ muốn được người khác tha thứ rồi. Cô đã làm cho hay của tôi như vậy, mà còn nghĩ tới việc bỏ trốn sao? Sao cô có thể chứ? Cô làm vậy mà cô tưởng mọi người sẽ quên hết những gì mà cô đã làm hay sao? cô nghĩ cái đời này tôi có thể tha thứ được cho cô hay sao hả? đúng vậy, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ mong chờ cô tha thứ, vậy cho nên muốn báo cảnh sát thì cứ làm đi, làm những gì mà cô muốn. nhưng mà cô cũng phải biết một điều, nếu cô báo cho cảnh sát biết, thì không phải mình tôi bị vào tù đâu. anh chị Chê hiếu đã che giấu tôi, nên sẽ bị tội đồng phạm thôi. cô biết che giấu người bị truy nã nặng tội lắm chứ? nếu như cô báo cảnh sát anh chê Hiếu ức cũng sẽ chịu tội cùng tôi thôi anh ấy đúng là xui xẻo hồi trước anh chê Hiếu ức cũng vậy vì giúp đỡ tôi mà anh ấy đã đánh cha nuôi của tôi đến mức bị vào trại giáo dưỡng bây giờ vì cô báo án mà anh ấy có khi này phải vào tù nữa <laughs> anh chê Hiếu ức chỉ vì hai đứa em gái sống cùng cô như diện thiên thần mà gặp biết bao sóng gió rồi Juniso Tình hình lúc này thật đáng cười phải không? Hình này dung à. Được rồi, dù sao cũng bị cô bắt gặp. Coi như mọi việc cũng tốt thôi. Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ ở lại đây. Cho nên, nếu như mà cô muốn đưa anh chơi hỷ ức vào tù, thì đi báo cảnh sát đi. Nếu mà thực sự cô muốn như vậy, thì cô hãy làm đi. Cô định dụ anh chơi ức đến mức này sao? Tôi không phải là người đó. Chính cô mới là người dồn anh ấy đến đây. Anh chơi ức chỉ cần là việc của cô thì có thể hy sinh mạng sống mà. Cô nghĩ vì anh chơi ức mà tôi không dám báo với cảnh sát sao? Được rồi. Giờ tôi sẽ không báo cảnh sát ngay. Nhưng mà bây giờ tôi cũng báo với cảnh sát không phải vì anh chơi ức mà là chỉ muốn cho cô có cơ hội cuối cùng đó. Tôi cho cô một cơ hội để tự thú và được giật khoan hồng. Cho nên suy nghĩ kỹ đi Hannah John à trước khi cuộc đời của cô rơi xuống địa ngục đó. Hãy quyết định cho thật sáng suốt cho Phim tám com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Sao anh không nói chuyện này dân ở đây? Anh phải nói với em mới phải chứ. Anh xin lỗi Miso à. Em biết là anh muốn thuyết phục Na do Nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì sao đây hả Anh biết là giờ nói gì với em không Nếu như em báo cảnh sát Thì anh cũng sẽ bị tội che giấu tội phạm đó Rốt cuộc sao anh lại để mọi chuyện ra nông nổi này Anh không còn cách nào khác Na Giang đã từng nghĩ tới việc tìm đến cái chết Anh vừa mới nói gì hả Na Dông đã làm gì sao Còn bé ngốc đó Vì không có dũng khí tự thú Cho nên đã nghĩ đến việc uống thuốc ngủ để tự tử à trên đời này người duy nhất có thể tha thứ cho na Yon chỉ có mình em thôi anh không bao giờ muốn thấy em sống cả đời này mà luôn đau lòng về những việc na Yon đã gây ra như vậy đâu na Yon đã nói là không cần nhận sự tha thứ từ em nữa rồi anh thấy cô ấy định bỏ trốn mà không biết sao cô ta thực sự là không hề có chút suy nghĩ nào về việc hối lỗi trước mặt em hết bây giờ em không biết em còn có thể mong chờ điều gì từ một người như vậy nữa anh à Na john chính là người đã cùng em vẽ bức tranh ở cô như viện lúc ba đưa cho anh xem đã nói thế này lý do bác ấy quyết định nhận nuôi em là vì bác ấy nhìn thấy trong bông hoa đó lúc nào cũng rạng trở cho nên bác ấy luôn muốn được nhìn thấy em cười tươi giống như bông hoa đó vậy miso à ước muốn của ba em là chỉ mong em lúc nào cũng được sống hạnh phúc ba của em đã nói như vậy thật sao na dòng anh sẽ thuyết phục được cô ấy không lâu nữa đâu. Nhưng mà anh à, chuyện anh che giấu này do ở nhà, nên như ai biết được thì sao? Lúc đó thì nhất định là anh không thể nào thoát tội được đâu. Em không thể để anh bị như vậy được. Em đừng lo. Trước lúc đó Na sẽ đi tự thú. Như vậy là được thôi mà. Ở trên kia. Tay của ba đã cử động được rồi sao? Ờ, chị biết rồi. Chị sẽ tới bệnh viện ngay. Bác ấy cử động lại rồi sao? Hình như là vậy đó anh à. Trang Kỳ nói là ba em đã nắm lấy tay của nó. Bác sĩ nói là trước khi ba em tỉnh lại sẽ có biểu hiện đó. Anh à, bây giờ em phải đi tới bệnh viện ngay Được đi. Được rồi, anh đi chung với em. Ơ, <laughs> à, chị tới rồi hả? Dạ, chào anh. Miso tới rồi hả? À. Anh trẻ cũng tới rồi à. hả? Đúng là ba đã cử động được rồi sao? Bác sĩ đã nói gì hả? Có nói là khi nào ba sẽ tỉnh lại không? Bác sĩ nói ba đang trong giai đoạn lấy lại nhận thức Nên chúng ta hãy chờ thêm chút nữa <laughs> Ba Dù sao cũng là một tin tốt rồi Miso à. Bây giờ Em sẽ ở bên cạnh của ba 24 trên 24 luôn Chan kia Mấy hôm nay cậu dứt vả dạ lắm rồi Hay hôm nay để Miso và anh trẻ ước ở lại bệnh viện đi Cậu về nhà nghỉ ngơi một chút đi có được không? Không được. Lỡ như ba tỉnh dậy rồi hỏi. Chứ anh kia à, đi đâu rồi thì biết làm sao đây, đúng không? Em nghe lời Trung Hy đi cho anh kia. Mấy ngày nay em ở bệnh viện có ngủ được chút nào đâu. Phải đó, hôm nay anh chị sẽ ở lại đi. Cho nên em sắp xếp đồ, về nhà ngủ một giấc cho khỏe đi. Phải đó, em làm vậy đi. Em biết rồi. Chị à, lỡ như có chuyện gì xảy ra với ba, phải liên lạc với em ngay đó nha, nghe không? Được rồi. Trong khi à, cậu đưa Trang kia về nhà giùm mình nha. Ừ. Trang kia về nhà thôi. Ừ. Ông cũng về đi. Sao? Anh sẽ ở đây cùng em. Một mình em thì vất vả lắm. Na Dung có thể lại đi mất đó. Mì à, chuyện của Na Dung giống... Anh à, Bây giờ em không biết phải làm gì với Na Yon nữa Em chỉ lo là cô ấy lại đi đến nơi nào mà em không thể biết được Cho nên anh về nhà rồi cố gắng thuyết phục Na Yon ra đầu thú đi Hôm nay em cần ở một mình để suy nghĩ lại mọi thứ Anh biết rồi Có chuyện gì nhớ gọi cho anh liền nha alo tôi nghe đây ờ à, vậy sao vậy thì chắc là bác sắp tỉnh lại rồi à, vậy thì may quá đúng là tin tốt lành rồi cảm ơn anh nha luật sư seo ờ à, giờ tôi cũng định ghé qua bệnh viện một chút đi. ờ à, phải chị miso giờ đang ở ở trong bệnh viện đó hôm nay chị nói sẽ ở lại chăm sóc ba ờ à, vậy sao anh đừng có lo lắng quá hôm nay còn có anh che hữu ở lại đó nữa mà có anh chê hữu nữa à ờ cảm ơn cậu đã gọi em đang làm cái gì vậy anh không thấy sao em đang ủ đồ cho anh mà Giờ chuyện em cần làm là ngồi ủ đồ sao? Anh đừng lo. Dù sao thì bây giờ Jun Miso cũng không báo cảnh sát được đâu. Cô ấy không muốn anh phải chịu tội đồng lõa đâu mà. Cho nên em đe dọa Miso bằng việc lấy anh ra làm đồng lõa cho em hay sao? Vậy thì phải làm sao? Jun Miso đã biết em ở đây rồi còn gì? Em không thể để Miso báo cảnh sát em ở đây được. Nói ra những lời như vậy, em thấy có lỗi với anh. Nhưng em sợ quá nên mới như vậy. Em sợ bị bắt ngay lúc này. Em sợ lắm anh à. <laughs> em nữa trong tuần này phải quyết định đi trong tuần này em không chịu tự thú thì anh nhất định sẽ đưa em tới cảnh sát ừ, anh nói anh sẽ anh sẽ đưa em tới cảnh sát sao Hừ, dù sao thì em sẽ xem anh làm gì rồi quyết định em đang nói cái gì vậy hả coi anh làm gì em tưởng anh đang đùa với em hay sao em cũng không phải đùa với anh đâu em sẽ xem trái tim của anh hướng về ai em hay là jun miso em sẽ xem xét rồi mới quyết định vậy cho nên từ giờ tới lúc em quyết định mong anh tỏ một chút thành ý với em đi mỗi lần jun miso gọi thì anh đừng có dứt bỏ em mà đi tới cô ấy nữa em không có dũng cảm tự thú thì anh biết em sẽ tự tử mà cho nên em xin anh hãy cho em cảm thấy ấm áp một chút đi na vô à em nếu không được anh lựa chọn thì không phải nhà tù mà em sẽ đi xuống địa ngục đó thà chết đi còn hơn em thử nói đến chết một lần nữa coi em còn nói nữa anh không nhìn mặt em nữa đâu em biết rồi em không nói nữa vậy cho nên thời gian em ở đây ít nhất anh cũng dành cho em một chút tình cảm đi nếu như em muốn anh ăn cơm cùng thì anh hãy ăn cơm cùng với em đi chuyện đó thực sự đâu có khó khăn gì đâu Bà... Bà mau tỉnh lại đi. Hãy cố gắng thêm một chút nữa. Rồi tỉnh lại khỏe mạnh giống như trước đó. Còn đây... Con có nhiều thứ muốn tâm sự với ba lắm ba. Bức tranh đã làm cho con trở thành con của ba đó. Thực ra... Là bức tranh con đã dễ cùng với Na do. Người đã làm cho He Ram ra như vậy. Ngày xưa lại là bản thân của con đó. Nhưng mà ba... Con không có đủ tự tin Để sống cả đời mà hận na giòn đâu Nhưng khi nghĩ tới hai Ram, Con không thể nào tha thứ cho cô ấy được Mỗi lần nghĩ tới na giòn Thời còn ở cô như diện Con lại thấy đau lòng lắm ba Con không biết phải làm gì bây giờ nữa Nên ba hãy tỉnh lại đi Hãy tỉnh lại và nói chuyện với con đi Anh tới rồi à? Anh có nghe trên kia nói rồi. Nghe nói bác đã cử động lại được rồi. Phải. Ban đầu mới chỉ cử động được ngón tay thôi. Dù sao thì hy vọng bác tỉnh lại một ngày gần đây không còn xa nữa. Tôi có nghe nói anh thường xuyên tới lúc trên kia ở đây. Luật sư Seo à, rất cảm ơn anh vì đã lo lắng cho ba của chúng tôi. Anh đã quyết định tham gia đội điều tra công ty Tê San nên sắp tới chắc bận lắm. Vậy anh không cần lo lắng cho ba tôi nữa đâu Có vẻ như Miso không thích anh đến thăm bác trai thì phải Không phải như vậy đâu anh Kim Su Em chỉ mong anh tập trung Vào việc điều tra công ty T-San thôi Ba em cũng muốn như vậy mà Mỗi lần em nghĩ đến tai nạn của bác trai Chắc là em cũng rất đau lòng Chan Ki đã gọi điện Và nói hết cho anh biết nếu bác trai được đưa tới bệnh viện sớm hơn thì có lẽ việc phục hồi sẽ không mất nhiều thời gian như vậy nên em rất buồn anh cũng vậy nếu có ai phát hiện sớm hơn rồi liên lạc thì tốt biết mấy lúc bác ngất tại đó xung quanh lại không có ai hết ai biết cũng cảm thấy đau lòng bác trai thật là tội nghiệp dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không được biết đâu đó Lý do mà ba em ngớt đi Anh nhất định đã không được biết Ờ, à, trước mắt đừng xếp lịch làm việc bên ngoài cho tôi nhiều Tôi cần dành thời gian để chăm sóc ba của tôi Nếu có chuyện gì gấp thì hãy trình phó tổng nha Dạ tôi biết rồi thưa giám đốc Dù sao thì Hedion, thời gian qua, những việc nó làm với con, những việc nó làm với ung Su, có khi là lỗi do mẹ. Bây giờ, tôi có chuyện muốn nói với anh. Em ngồi đi. Không biết có chuyện gì vậy? Chuyện về anh trai của luật sư, tôi biết điều này không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi vẫn mong là anh sẽ cho cô Harry ân một cơ hội để trị liệu tinh thần. Em nói vậy nghĩ là... Bởi vì... Cô Harry ân là con gái của phó tổng giám đốc phó tổng khi biết được chuyện harry ân đã làm với anh trai của anh đã rất đau lòng về chuyện đó tất nhiên là cô harry ân đúng là đã làm những việc kinh khủng đối với anh trai của luật sư nên tôi hy vọng là anh có thể cho harry ân một cơ hội để thuyết phục cô ấy đi trị bệnh dù bị xô bị mất trí nhớ nhưng tâm hồn thì vẫn tốt bụng như xưa phó tổng giám đốc chắc là lo lắng lắm xin lỗi anh kim -um ông vì phó tổng là mẹ ruột của em nhìn thấy mẹ đau lòng như vậy nên em mới tới đây để nhờ anh anh cũng định sẽ nói chuyện với phó tổng về mọi việc của Herin nếu như cô ấy tự thú thì sẽ bị định tội nhưng đứng trước pháp luật nếu vì lý do thần kinh thì có thể sẽ được giữ để trị liệu anh cũng mong như vậy dù sao miso cũng đã nhờ nên anh sẽ trao đổi chuyện này với phó tổng em yên tâm đi con bệnh hả sao không đi bệnh viện con tính làm cho ba lo tới chết hay sao ba đưa mẹ về đi Hệ hey, đi anh à Bà tới đó đưa mẹ về Hay bắt mẹ về gì cũng được hết á Đem mẹ về cho con đi nhanh lên Đây không phải là lúc làm đúng như con nít đâu Mẹ của con Vì muốn gây chiến với ba cho nên mới ra khỏi nhà Việc kinh doanh của ba Có thể bị phá hỏng dưới tay của bà ấy đó Chuyện kinh doanh quan trọng hơn sao Con gái bà đang muốn chết đây nè Cô không cần gì hết Cho tới khi mẹ về con sẽ không ăn gì hết đâu Con nói cho ba biết Việc mẹ con rời khỏi nhà Tất cả là tại ba hay sao không phải sao con chịu đựng sống với người cha lúc nào cũng chỉ biết đến tiền cho tới bây giờ chỉ có một mình mẹ để nuôi con lớn mà thôi cho nên nếu ba và mẹ không sớm hòa giải con cũng sẽ dọn ra khỏi nhà này ngay đó ngay cả con cũng muốn đi khỏi ba tất cả là do ba quyết định mà nếu không có mẹ ở nhà thì đây không phải là nhà nữa rồi ba thôi được rồi nhịn ăn mà chết hay bệnh chết thì tùy con nuôi mày lớn tới chừng này chỉ đến lo cho mẹ của mày thì tao cũng không cần đâu Trước khi tham gia đội điều tra, con muốn cho Heren một cơ hội. Trước đây, Phó Tổng từng nói là mẹ sẽ thuyết phục Heren đi đầu thú có phải không? Ừ. Bây giờ, xin mẹ hãy thuyết phục cô ấy. À, ta không biết phải cảm ơn thế nào đây. Nhưng không biết sao con lại muốn vậy. Quyết định vậy chắc là khó khăn lắm. Miso đã tìm tới con. Và nói như vậy. Cô ấy muốn Hegel được điều trị tâm thần. Giám đốc Yun sao? Dạ. Hình như là Miso cô ấy rất lo lắng cho phó tổng. Thời gian qua những việc phó tổng đã giúp có thể cô ấy không nhớ. Nhưng con tin chắc chắn Miso cô ấy không cố tình làm vậy. Vậy vì Miso là một con người vô cùng tốt bụng nên cô ấy luôn nghĩ tới phó tổng thì phải. Con tin cô ấy muốn cho Hegel một cơ hội để làm lại từ đầu. Chuyện này... Cô Jun Miso có nói gì nữa không? Nói, nói sự... gì chứ? Ờ, luật sư Seo à. Jun Miso thực ra... Ờ... Ờ, bà Herion. Bà Nghe nói hai người đều về phe giám đốc châu ở binh quyên giám đốc châu đứng đầu thành lập đội điều tra tesan capital vợ của ta và con rể cũ lại đi giúp đỡ họ <laughs> mày nghĩ là tao sẽ ngồi yên như vậy hay sao hả con hãy ra ngoài trước đi dạ yeah. mày có vẻ mày sẽ tham gia đội điều tra để báo thù tao một lần nữa đừng có quên tao là ô tesan là người có thể mở cửa địa ngục đưa mày xuống bất cứ lúc nào đó biết chưa? Thưa chủ tịch! Luật sư Seo à, con mau ra ngoài đi. Ông ngồi xuống đã. Bây giờ, lại dọn ra khỏi nhà. Bà quyết định sẽ khiêu chiến với tôi thật hay sao? nhưng mà nè nếu tôi thắng ở trong trận chiến này bà có biết tôi sẽ đụng tay trước hay không nếu mà ông dám ông cứ thử làm gì đụng đến giám đốc jun miso nữa xem ha, 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 bà có vẻ đáng sợ thật đó trước giờ tôi thấy khuôn mặt này sống lâu rồi mới biết đó miso của tôi ông cứ thử đụng vào người của nó xem tôi sẽ không ngồi yên đâu con gái của tôi tôi sẽ bảo vệ nó. Tôi là mẹ của đứa bé đó. Bà thật sự phải làm như vậy tới cùng hay sao? Bà muốn chúng ta sẽ đi xa tới chừng nào? Được thôi, tôi sẽ cho bà thấy. Tôi là người tàn nhẫn tới mức nào. Bà sẽ biết được ngay thôi. Sau này đừng bao giờ hối hận đâu. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Ông hãy ra ngoài đi. <laughs> phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. dám à, à, đốc dùng bận lắm hả? có chuyện gì mà? à, à nó ngồi xuống đi. À, ta muốn biết con dạo này thế nào rồi. à cũng không có lý do gì đâu. ta có việc cần đây nên ghé qua một chút thôi. À, dạ. à nhân tiện thuốc thảo dược mà ta đã gửi cho con, con đã dùng hay chưa vậy? À, hôm trước giám đốc ly có gửi cho tôi thực sự cảm ơn bà vì đã quan tâm à, ôi thiệt là quả là cho đi và nhận về mà ông bà xưa thường nói như vậy à nhưng mà ta có chuyện muốn đến hỏi con à ta muốn hỏi là có chuyện gì muốn nhờ tôi có phải không à chuyện này à, vì giám đốc Jun đã nói như vậy thì ta ta sẽ nói luôn không biết ở ck có việc gì ta có thể làm hay không là công việc sao à chuyện này ta không cần việc gì cao quý như chức vụ cũ chỉ là bất cứ một việc gì có chức danh là được rồi có vị trí đó để tôi xem tôi không biết còn vị trí nào không nhưng mà tôi sẽ suy nghĩ thử xem à, trời đất ơi ta cứ nghĩ là con sẽ từ chối ta đó à, giám đốc vua đúng là có tấm lòng bao dung thiệt À, thôi được rồi ta hy vọng con sẽ suy nghĩ rồi cho ta nghe câu trả lời nha dạ tôi à, sắp sửa có một cuộc họp nữa nếu như không còn chuyện gì thì à tất nhiên tất nhiên rồi con bận như vậy thì cứ làm đi à, <laughs> ôi trời còn một chuyện nữa hồi nãy ta có gọi cho cảnh sát họ nói là những trang sức mà hana don đánh cấp đã bán được rồi vì vậy chắc chắn cô ta còn ở seoul cho nên bên cảnh sát cho rằng Khả năng có ai đó che giấu của ta rất là cao đó Ơ trời Không cần biết có ai đó đang che giấu Hannah John Chỉ cần bắt được hả Tình đó sẽ bị gì Tội che giấu kẻ truy nã Dù sao thì cả hai đứa chúng nó cũng sẽ bị tống vào tù thôi Có phải không giám đốc Dương Ủa mẹ Mẹ tới công ty có chuyện gì vậy có phải mẹ tới đây Để gặp giám đốc Jun có phải gì không à, Đúng vậy Mẹ tới nhờ Miso sắp xếp cho một việc làm à, Mẹ à. Minche Con đã dứt giả để giữ lấy vị trí của mình rồi Dù sao thì mẹ Nếu đối xử tốt với Jun Miso à, Có lẽ cô ấy cũng sẽ tốt hơn với mẹ Giờ con bé đó không có nhớ gì đâu Hả Mẹ đang cố gắng gây ấn tượng tốt mà Nhưng mà con đã nói hết rồi Sao thì là chuyện ngày xưa mẹ đã ước hiếp cô ấy con đã nói hết rồi ôi trời ơi phải nói khác đi chứ cái thằng này vậy thì mẹ phải thành cái gì đây ôi giờ mình biết làm gì với quá khứ đó đi ôi trời ơi mình còn định gây ấn tượng tốt nữa nè có chuyện gì xảy ra thì đều là do con hết đó nha ôi, <laughs> anh ngồi đi nhờ có jun miso mà em mới có cơ hội hẹn hò với anh chơi hi ức đừng có nói giỡn nữa mà anh à em cứ sợ anh để em ở lại đây một mình mà đến chỗ khác ở lắm nói thiệt ra em chỉ muốn anh lo lắng cho em một chút trong thời gian em ở lại đây thôi thật sự đâu có gì bảo đảm được em sẽ ở đây bao lâu đâu anh à em có chuyện muốn hỏi em nói đi Jun Miso, cô ấy đã nhờ anh giải làm người yêu của cô ấy. Vậy thì tại sao cô ấy đã đòi chia tay Seo Kyung Su vậy? Anh à, nói cho em nghe lý do đi. Chuyện đó thì liên quan gì tới em chứ? Sao lại không liên quan chứ? Mối tình đầu của anh là Jun Miso mà. Rốt cuộc thì tại sao họ lại trở thành như vậy chứ? Jun Miso và Seo Kyung Su, hai người họ chẳng phải yêu nhau lắm sao anh? Chủ tịch Otay vì muốn ngăn cản Seo kyung su tham gia đội điều tra công ty ông ấy nên đã đe dọa làm ảnh hưởng tính mạng miso và ba của cô ấy đó vậy cho nên luật sư Seo biết chuyện đó cho nên anh ta đã từ bỏ việc gia nhập đội điều tra hay sao vì dung miso hả vậy nên miso vì sợ luật sư Seo vì mình là thay đổi ý chí nên không còn cách nào khác đành phải chia tay cô ấy không nói đã nhớ lại mọi thứ đồng thời còn nhờ anh làm người yêu giả cho cô ta để giúp đỡ người đàn ông mà cô ấy yêu hay sao dun <laughs> miso mỗi một lần yêu đúng là bi kịch mà miso đã nói như vậy nếu còn ký ức thì không thể kết thúc được nên có nhớ lại cũng phải giấu nó đi rồi dần dần luật sư seo sẽ quên được thôi như vậy thì anh ấy mới từ bỏ cô ấy được vậy còn anh cho nên anh mới làm như vậy sao em nói gì làm như vậy là sao những ký ức cùng với miso ở cô như diện thiên thần vẫn còn cho nên anh mới không thể để miso ra khỏi tâm trí được ai gọi anh vậy Người đứng giữa thiệt là Cũng khó nghĩ thiệt Em yên lặng đi Dạ Lucy Sơ Giờ mình gặp nhau hả Anh đang ở đâu vậy Nếu cô báo cho cảnh sát biết, thì không phải mình tôi bị vào tù đâu. Anh chơi hay ức anh ấy đã che giấu tôi Cho nên sẽ bị tội đồng phạm thôi Cô cũng biết rõ là che giấu người bị truy nã nặng tội lắm chứ <laughs> Miso à Cậu chưa ăn tối phải không Mình với Chan Kim u bánh gạo nè Chị à chắc chị đói rồi Trên kia giờ chị ra ngoài có chút chuyện Cậu định đi đâu vậy hả Cậu với trên kia ở lại đây nha Ồ ờ, mình biết rồi tối thế này cô tới đây có chuyện gì vậy tôi sẽ không cho phép anh trai ức chịu tội vì cô đâu cho nên cô dung mi sao định đi báo cảnh sát thật sao đúng vậy đó cho nên nếu như cô có suy nghĩ tự thú thì quyết định nếu đi. như tôi không thể quyết định thì sao chứ tôi đã nói rồi đó tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát <laughs> cô thật là vậy thì cô quyết định đi Thôi được rồi. Nhưng mà tôi cần phải gọi một cuộc điện thoại. Tôi sẽ cho Seo Kyung Soo biết là cô đã lấy lại được trí nhớ rồi. Sao hả? Cô còn lợi dụng anh Che Hy ức để chia tay với người đó. Tôi sẽ nói tất cả. Cô có dừng lại không hả? Cô tránh ra! <laughs>